Xin chào mọi người, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm phân bón lá vô cùng đặc biệt, đó chính là phân bón lá Biotet 6.03SP với các thành phần trung vi lượng rất là cần thiết giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh. Đây là sản phẩm giúp cây sinh trưởng nhanh chóng, phát triển đồng đều cho nhiều chồi mạnh mẽ, trổ bông đều, đồng loạt, đồng thời tăng được tỷ lệ đậu trái ở cây trồng. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp giảm lượng phân bón gốc, hạn chế tình trạng lúa bị vàng và nghẹt đồng, đồng thời cải tạo đất một cách hiệu quả. Sản phẩm không chỉ bổ sung các dưỡng chất, khoáng và vi lượng cần thiết cho cây trồng, mà còn giúp tăng năng suất và phẩm chất của nông sản. Pha 20ml thuốc với 8 lít nước, bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website kỹsuhuy.vn.